Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online trên kênh YouTube của anh Khoa. Và ngày hôm nay rất vui xin được giới thiệu cùng toàn thể quý vị thể loại đam mỹ với truyện đọc Thượng Ẩn từ nữ tác giả nhà biên kịch Sài Kỳ Đảng. Nguồn biên dịch web truyện online xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn. Với các chương sẽ được giới thiệu trong lần này, chương 175 và chương 176 của truyện. Trước tiên, chương 175 chỉ muốn triền miên cùng cậu. Hai thân hình cao lớn chen nhau ở trong bồn tắm, hai chân quấn lấy nhau, lồng ngực đối diện lồng ngực, hai má ướt sũng dính sát với nhau, giống như chưa gặp nhau bao nhiêu năm, nhất định phải đem từng chi tiết biến hóa nhỏ nhất trong mặt đối phương để tả. Hai mắt của Bạch Lạc Nhân lúc này không biết thế nào, hai má của anh thì đau nhất, khóe miệng bị đâm đến mức muốn bạo. Cậu đành phải tạm thời đem cự vật ở trong miệng rút ra, dùng đầu lưỡi ở bên ngoài liếm mút từ dưới lên trên, thong thả mà mềm nhẹ. Lúc liếm qua đỉnh cự vật rất có kiên nhẫn mà kích thích nhiều hơn với bộ vị mẫn cảm này. Cậu dâm đảng như vậy, nếu như ngày nào đó bị người khác bắt cóc thì phải làm sao hả? Bàn tay của Cố Hải vỗ về hai má của Bạch Lạc Nhân, biểu tình si mê không thôi. Cậu mà hầu hạ người khác giống như hầu hạ tôi lúc này, chỉ nghĩ thôi tôi cũng chịu không nổi nữa. Bạch Lạc Nhân không thèm để ý tới loại ảo tưởng buồn lo vô cớ này của Cố Hải. Tay của Cố Hải lần theo tấm lưng bóng loáng của Bạch Lạc Nhân một đường xuống dưới, ở trong kẻ mông cậu ta vỗ về chơi đùa. Nhớ tới dòng nước ác mà đâm vào một ngón tay do bôi trơn không đủ, chỗ đó lại thật lâu không bị xâm phạm, Bạch Lạc Nhân có một chút đau đớn. Ngón tay của Cố Hải cũng cảm giác được lực cản thật lớn. Xem ra mấy ngày này cậu cũng rất ngoan ngoãn. Vì thưởng cho Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhấc lên thắt lưng của cậu, điều chỉnh thân thể cho cậu nằm sắp quỳ xuống, gỡ ra kẻ mông, dùng đầu lưỡi thay cho ngón tay tiến vào khuếch trương. Bạch Lạc Nhân đã rất lâu rồi không có nhận đến cường độ kích thích như vậy, thắt lưng run rẩy hướng về phía trước tránh né, lại bị Cố Hải một phen kéo về. Hảo hảo hưởng thụ đi, hôm nay tôi sẽ làm cho cậu sướng chết thì thôi. Dùng sữa tắm bôi trơn, rốt cuộc Cố Hải cũng xâm nhập vào vùng cấm địa ấy. Hai người đồng thời quỳ ở bên trong bồn tắm, liên tục những cú thúc thô bạo xỏ xuyên thẳng tiến ở dưới đầu gối, bọt nước văng lên tung tóe. Cố Hải đầu tiên là đem hai tay Bạch Lạc Nhân trói ngược ra sau người, bắt buộc nửa người trên của cậu ta dựng thẳng lên, dính chặt lấy lồng ngực của mình, tiến hành những nụ hôn kịch liệt dây dưa. Sau đó lại đem nửa người trên của cậu ta ấn xuống đáy nước, bên trên mặt nước chỉ lộ ra cặp mông trắng nộm. Cố Hải tùy ý mà thưởng thức, bờ mông dính nước càng thêm vẻ phong phú gợi cảm. Lấy tay đánh xuống, cảm giác được bờ mông thực đặc biệt săn chắc cùng co giãn. 3. Một âm thanh theo bàn tay của Cố Hải xuyên vào mặt nước truyền đến tai Bạch Lạc Nhân. Cậu lập tức cảm giác được đau đớn. Lúc cậu còn chưa hoàn hồn, lại một bàn tay vỗ lên. Không thể nặng như thế lại thực đau rát. Những va chạm phía sau vẫn còn đang tiếp tục. Cảm giác đau đớn hòa lẫn khoái cảm khiến người ta muốn điên lên. Bạch Lạc Nhân lập tức quay đầu kháng nghị, dừng tay lại. Nhưng mà cậu rất sướng. Cố Hải so với Bạch Lạc Nhân còn hiểu bản thân cậu ta hơn nữa. Theo sau đó là dày đặc bàn tay thô bạo đánh xuống. Cố Hải đánh rất có tiết tấu, rất nhanh. Bàn tay đánh xuống chỗ nào cũng trở nên dị thường nóng rực. Cố Hải! Bạch Lạc Nhân mất khống chế rên lên. Ở phía sau từng đợt thúc vào với trừ sáp ở trên mông đều tăng mạnh cường độ tần suất. Ý thức cậu là kháng cự, thắt lưng lại ngã về phía sau, đón ý hùa theo mông được thêm càng nhiều kích thích. Rốt cuộc một tiếng gầm lên phá vỡ thống khổ rên rỉ. Bạch Lạc Nhân run rẩy bắn ra từng đợt chất lỏng màu trắng. Cố Hải như điên cuồng ở trong mật đạo chợt kích rong ruổi một trận, sau đó cùng gầm nhẹ đạt đến đỉnh khoái cảm. Tắm rửa xong mang theo hương thơm thanh nhạt, hai người lại ôm nhau đến trên giường. Hay là cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi xuống dưới gọi một chút đồ ăn, chúng ta ăn một tí rồi lại ngủ trưa. Cố Hải làm bộ như không nghe thấy, cố tình cởi khăn tắm của Bạch Lạc Nhân ra, tà ác cười nói, để cho xem có đánh cậu đau không. Kết quả vừa cởi khăn tắm ra, phát hiện bên trong còn một cái quần lót, nó liền kinh ngạc vạn phần. Ủa, tôi nhớ rõ lúc cậu bọc khăn tắm đi ra ngoài, bên trong còn chưa mặc quần lót mà. Việc này khiến cho
mặt của Bạch Lạc Nhân đãi hồng. Vốn cậu không có thói quen này, nhưng mà đi nhà Vu Kỳ ở 2 ngày, bất đắc dĩ phải đem việc mặc quần lót vào thời khóa biểu hàng ngày. Mỗi lần thức dậy đều tự kiểm tra xem ở bên dưới còn có quần lót hay không. Đương nhiên nguyên do của việc này là cậu khẳng định sẽ không nói cho Cố Hải biết. Chặt chặt, Cố Hải còn tự bản thân say mê muốn cùng tôi chơi đùa có phải hay không? Bà Lạc Nhân nằm sấp trên giường không nói một câu, giả vờ chết ngất. Tay của Cố Hải cởi bỏ quần lót của bà Lạc Nhân, nhìn thấy trên làn da màu lúa mạch là từng mảng ảm đạm sắc hồng, không có bàn tay ấn xuống thế nhưng vẫn còn nóng rực. Cố Hải đem hai má dán lên trên cánh mông của bà Lạc Nhân cọ sát một lúc, vươn ra đầu lưỡi ở bên trên chuồn chuồn lướt nước khẽ hoạt động. Đừng làm như vậy, buông. Bà Lạc Nhân cười đẩy đầu của Cố Hải ra. Cố Hải cười hừ một tiếng. Còn có càng buồn đâu, muốn thử không? Không cho bà Lạc Nhân thời gian đáp lại, Cố Hải trực tiếp mở cái miệng tà ác ra ở những mảng hồng trên mông bà Lạc Nhân cắn cắn, buồn đến mức chân bà Lạc Nhân run rẩy giống như một con cá chép ở trên giường lăn mình trốn tránh. Cố Hải đuổi theo không bỏ cuộc, kéo lấy hai tay bà Lạc Nhân khiến cho cậu ta chở mình dùng vật khổng lồ ở dưới háng đã ở trên lơ cương cứng đặt trước mật khẩu mẫn cảm của bà Lạc Nhân, chậm chậm cọ sát lên xuống. Cậu còn muốn? Bà Lạc Nhân lấy tay chống đỡ ngực của Cố Hải đang không ngừng ép xuống. Cố Hải đem đầu đến gần bên tai bà Lạc Nhân, đầu lưỡi chua đùa vành tai đang cực nóng của cậu ta, hô hô thổi khí nóng, thanh âm ôn nhu khàn khàn. Cậu không muốn? Bà Lạc Nhân quay đầu một bộ không phục tùng, biểu tình ẩn nhẫn. Cố Hải có ý định chiêu đùa cậu ta mà. Bàn tay chạm vào đỉnh đầu tiểu nhân tử, ngón tay thô ráp ở bên trên cọ sát. Bà Lạc Nhân nhíu lại hai hàng lông mày, răng nanh cắn chặt lấy bờ môi, ánh mắt nhìn Cố Hải mang theo một tia ngoan cuồng. Ủa, thực sự cậu không muốn à? Cố Hải lại dùng tiểu hải tử đang ướt sũng cọ sát quanh mật khẩu, thông thả mà khiêu khích. Bà Lạc Nhân khiêu gợi, ánh mắt nhìn hai má của tên đó, dùng bàn tay bóp chặt cổ của Cố Hải, tiếng thở dốc mang theo câu đầu hàng cùng lên án. Cậu nói những lời này không phải vô nghĩa hay sao? Muốn thì phải cầu xin tôi. Cố Hải ác ý mà cầm lấy phần thân của bà Lạc Nhân lên xuống thực sự rất nhanh, cờ hồ khiến cho bà Lạc Nhân không thở nổi. Bà Lạc Nhân lúc này mới lấy tay gỡ ra từng ngón của Cố Hải, kết quả càng gỡ càng nắm thật chặt, đau đớn vô cùng ma sát ý chí của cậu ta, trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cáo giận nhìn về Cố Hải. Tên này vẫn còn đang giả vờ nghiền ngẫm đâu. Cậu xin tôi, cậu xin tôi thao cậu. Cố Hải đang khiêu chiến điểm mấu chốt chịu đựng của bà Lạc Nhân, ý đồ từ bây giờ tạo cho mình quyền khống chế tuyệt đối. Bà Lạc Nhân gian nan chịu đựng, khớp hàm gắt gao cắn chặt. Bất đắc dĩ thì thân thể này đã sớm bị Cố Hải thu lấy làm vật chuyên dụng của cậu ta. Cố Hải đối với nó nghiên cứu dày công tôi luyện không hề uổng phí. Từng phòng tuyến trong lòng bà Lạc Nhân chậm rãi sụp đổ, mạnh mẽ đem đầu Cố Hải kéo xuống cổ mình, âm thanh khẩn cầu xuyên qua yết hầu. Cầu xin cậu. Cầu xin tôi cái gì? Cố Hải cắn lấy yết hầu bà Lạc Nhân, một ngón tay đâm vào bộ vị yếu ớt nào đó. Hô hấp bà Lạc Nhân bị mạnh mẽ khống chế, răng nanh cắn lấy tay của Cố Hải, mơ hồ không rõ nói thôi. Cố Hải sớm nhẫn đến mức thần kinh bạo động, nghe được câu này giống như bị điên mà thúc một cái xâm nhập vào mật huyệt ấm áp ấy. Từng trận xỏ xuyên thô bạo dũng mãnh, mỗi lần đâm vào là đều dồn hết sức khiến cho người ta kinh tâm động phách. Tư hồn tư vị đã lâu không đếm đến, kích động từng sợi dây thần kinh. Cố Hải gầm nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy cằm bà Lạc Nhân, kích tình hôn xuống, sau đó thở hồng hộc ép hỏi: Nhân tử, có phải cậu chỉ có để cho một mình tôi thao cậu không? Bà Lạc Nhân nắm lấy tóc của Cố Hải, thắt lưng cử động theo từng tiết tấu đâm vào. Trong sự va chạm, Cố Hải phát ra từng tiếng rên rỉ xa đọa. Đúng rồi, chỉ một mình cậu thao. Cố Hải nắm lấy tay bà Lạc Nhân, hai mắt xích hồng như muốn nhỏ huyết, không hề tiết chế mà cắn lấy đôi môi cần cổ rồi ngực của bà Lạc Nhân như một con dã thú đói khát được đến con mồi, bắt đầu điên cuồng gặm nhấm. Bảo bối, bên trong cậu nóng quá, khích quá, khiến cho tôi rất là sướng. Cố Hải không tiếc lời mà ca ngợi. Bà Lạc Nhân nghe được hai mắt phát hỏa, một bàn tay lùi ra sau tay của Cố Hải. Cậu có thể mỗi lần làm chuyện này nói ít đi mấy câu không? Không thể, bởi vì tôi biết cậu thích như vậy. Cố Hải
Tà Ác cười, hai tay gắt gao ôm chặt bà Lạc Nhân, cố ý đem môi dán lên tai cậu ta, không có tiết tháo mà biểu lộ sự thô tục. Bảo bối, cái miệng nhỏ nhắn của cậu nuốt cái của tôi khích quá. Kê, của tôi có phải ăn thật ngon không? Sao cậu lại ăn hăng hái như vậy hả? Chạng vạng kêu thức ăn ở bên ngoài, cũng là ở trên giường giải quyết. Cô Hải ăn rất ngon, vừa ăn còn ăn thêm đậu hũ của người nào đó. Là không biết cậu ta làm cả buổi chiều như thế nào mà vẫn còn hưng trí như vậy. Và Lạc Nhân bây giờ nhìn đến thân hình của cô Hải đều có loại ý tưởng muốn chém cậu ta ra thành 8 khúc nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ, bà Lạc Nhân vừa đem chăn đắp xuống liền bị cô Hải xốc lên. Cô Hải tách ra hai chân của bà Lạc Nhân, không nói lời nào, đem tiểu nhân tử ngậm vào trong mồm. Bà Lạc Nhân một buổi chiều không biết đã bắn bao nhiêu lần rồi, lúc này nơi đó hơi có chút sưng lên. Miệng của cô Hải vừa mút lên, một cổ cảm giác đau đớn tê ngứa đâm xuyên qua từng dây thần kinh của bà Lạc Nhân, nước mắt kém chút nữa chảy ra. Cậu đủ à, không được, đau. Cô Hải cực thích xem loại biểu cảm lạ chả chiếc khóc này của bà Lạc Nhân. Lạc thú lớn nhất trong đời của cô Hải chính là ép buộc bà Lạc Nhân. Cô Hải hút mạnh một cái, bà Lạc Nhân run rẩy bắn ra tinh hoa của bản thân. Cô Hải một giọt cũng không bỏ nuốt hết xuống bụng, đợi cho bà Lạc Nhân đã mệt đến mức cực mềm nhũn, cô Hải đem cả người bà Lạc Nhân ôm vào trong ngực, biểu tình đặc biệt có cảm giác thành tựu. Rất nhớ cậu, cô Hải hôn lên mặt bà Lạc Nhân. Bà Lạc Nhân hít sâu một hơi, cậu cuối cùng cũng nói một câu tiếng người. Cô Hải đột nhiên đem mặt để ở cần cổ bà Lạc Nhân, cọ đến cọ đi, ôn nhu gọi nhân tử. Một tên con trai cao lớn thô kệch ở trong lòng mình làm nũng. Thực ra đó là một trải nghiệm khó chịu. Bà Lạc Nhân có chút nghĩ tới A Lan. Cậu làm gì vậy? Bà Lạc Nhân đẩy cô Hải ra. Cô Hải hiếp mắt biểu tình cực kỳ thiếu đánh. Mặc kệ, chính là rất nhớ cậu. Bà Lạc Nhân biết thời điểm người này phát điên tốt nhất, không cần phản ứng lại cậu ta, khiến cho cậu ta lẳng lặng trù một chút liền tốt lên. Quả nhiên, thoáng chốc cô Hải liền yên tĩnh. Bà Lạc Nhân nâng lên khuôn mặt của cô Hải, phát hiện cậu ta thế nhưng đã ngủ rồi. Lần đầu tiên làm xong xấu chuyện xấu xong tự mình ngủ trước, ép buộc hơn 20 ngày lại ngồi hơn 10 giờ máy bay, có thể không mệt sao? Bà Lạc Nhân đau lòng nhìn chăm chú cô Hải thật lâu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua hai gò má mệt mỏi, giúp cho cậu ta đắp chăn, sau đó ôm lấy cô Hải để chìm vào giấc ngủ. Chương tiếp theo, chương 176 của truyện. Thử xem quan hệ của hai người họ. Sáng sớm, cô Hải bị một tiếng chuông cổ quái đánh thức. Theo thói quen tự sờ lấy di động của mình, lại phát hiện hoàn toàn không phải nó kêu. Ngồi dậy tìm hiểu, rốt cuộc cũng tìm ra đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Nhưng ấn nửa ngày cũng không phản ứng nữa, lại thấy trên giao diện xuất hiện một đề mục mê mê hoặc hoặc bắt đầu ngồi giải đề. Bà Lạc Nhân mua chiếc đồng hồ báo thức này hệ thống càng thêm cao cấp, tất cả đề mục đều do cậu ta tự thiết lập, mất hẳn một ngày một đêm để tìm các dạng đề mục, ít nhất là đối với bản thân cũng sẽ tạo ra một chút khó khăn. Vì thế đồng chí Cố Hải bi đát ngồi làm hơn 20 phút cũng chưa giải được nữa, cuối cùng lại khiến cho bà Lạc Nhân thức dậy. Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, để tôi giải cho. Kế hoạch đi ra ngoài mua bữa sáng toàn bộ sụp đổ, hai người đành phải ăn bánh mì lót dạ. Cậu sao lại mua cái đồng hồ báo thức như vậy hả? Cố Hải thuận miệng hỏi. Bà Lạc Nhân không chút nghĩ ngợi đáp lại, ở chỗ vô kỳ nhìn thấy, cảm thấy chơi rất vui, liền mua về. Dây thần kinh trong đầu Cố Hải đại chú gia ngay lập tức căng như dây đàn. Ở chỗ vô kỳ nhìn thấy. Bà Lạc Nhân lúc này sắc mặt cứng lại, âm thầm trách cứ chính mình nói chuyện không chú ý, vì thấy ho nhẹ một tiếng, trong lời nói có chút lộn xộn, không hề để ý. Đúng vậy, Vu Kỳ đã chuyển ra ngoài trường thuê phòng ở. Có một hôm, cùng Dương Mảnh đến tặng quà cho cậu ta, trong lúc vô tình phát hiện được, cô Hải gật gật đầu cũng không hỏi nhiều. Xa cách 3 tuần, cô Hải lần đầu tiên bước vào phòng học. Bà Lạc Nhân vừa đẩy cửa vào, trong nháy mắt, Vu Kỳ theo bản năng nhìn ra cửa, kết quả liền đụng vào ánh mắt của Cố Hải. Trước tiên, vốn thấy hai người họ đi cùng nhau cũng không có cảm giác gì, nhưng cùng với bà Lạc Nhân thân mật vài ngày, bây giờ nhìn hai người họ ở chung với nhau, cảm thấy trong lòng như thế nào cũng không thích hợp.
Vì vậy, vừa tan học, cậu ta lại chạy đi tìm Dương Mãnh. Mỗi lần có chuyện gì, Vũ Kỳ vẫn luôn đi tìm Dương Mãnh. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cậu ta là bạn tốt của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta có thể giải thích được tất cả hành động tâm tình của Bạch Lạc Nhân. Thứ hai là do Dương Mãnh cực kỳ ngốc. Bình thường nói chuyện với cậu ta trong chốc lát sẽ phát hiện những chuyện phiền muộn không có nói ra thì cậu ta lại càng thêm phiền muộn nữa. Chúng ta có thể đừng mỗi lần đều ở nơi này nói chuyện không? Tay của Dương Mãnh để ở trên cửa phòng hồ sơ đã bị niêm phong, mỗi lần nói đều nhìn chằm chằm vào di ảnh của hiệu trưởng tiền nhiệm. Vu Kỳ ngồi xuống, thanh âm so với người đã chết trên ảnh lại còn âm lãnh hơn nữa. Tôi thất tình. Dương Mãnh hồ đồ. Rồi cậu yêu khi nào mà thất tình hả? Hai ngày trước. Vu Kỳ lấy tay gõ xuống sàn gạch lạnh lẽo, tiếng vang như có con chuột đang đào khoét bên trong, nghe khiến cho da đầu của Dương Mãnh rung lên. Một luồng gió tà khí thổi qua, Dương Mãnh nhìn không được mà run rẩy, chạy đến ngồi xổm bên người của Vu Kỳ. Hai ngày trước cùng với ai? Chuyện này Vu Kỳ không muốn nói cho người thứ ba biết, thế nhưng oán niệm trong lòng thực sự quá sâu, vì thế tự đấu tranh 2 phút trong lòng, cảm thấy cần phải đem bí mật này nói ra, cho dù nghe được sự châm chọc cùng khiêu khích của người khác cũng tốt hơn với nghẹn chết. Bạch Lạc Nhân. Ban đầu khuôn mặt của Dương Mãnh còn đầy vẻ mong chờ, kết quả Vu Kỳ nói ra xong ánh mắt cậu ta lại ảm đạm xuống. Khác với sở liệu của Vu Kỳ, Dương Mãnh không hề mắng to biến thái, cũng không lộ ra biểu tình kinh hãi, ngược lại thật bình tĩnh, giống như từ đầu đã biết chuyện này. Cậu ấy không thích cậu. Vu Kỳ gật gật đầu, đúng vậy, có lẽ ngay từ đầu đã không thích rồi. Dương Mãnh biểu tình tê liệt, vậy anh tiếp tục cùng em ở một chỗ đi. Ách, Vu Kỳ biểu tình kinh ngạc nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh ngây ngốc nhìn Vu Kỳ, cười đến thật máy móc. Chẳng lẽ không phải đúng sao? Trước khi anh bỏ em mà đi, chọn lựa kẻ thứ ba. Bây giờ kẻ đó bỏ rơi anh cũng nên trở lại trong vòng tay em. Yên tâm, em sẽ không để ý đàn ông mà. Ai chẳng có thời điểm tâm hướng ra ngoài. Vừa dứt lời còn vươn ra ôm lấy cánh tay Vu Kỳ. Vu Kỳ lại mặt đầy hắc huyết, khốn kiếp. Nói nửa ngày cậu còn tưởng tôi đang đùa giỡn nữa. Cười cái gì mà cười, ai nói với cậu? Vu Kỳ đẩy Dương Mãnh ra. Dương Mãnh diễn quá sâu, không thoát ra được bộ dạng thê tứ bị bỏ rơi. Nhìn Vu Kỳ, anh không có lương tâm. Em đã chủ động vãn hồi đoạn tình cảm này, anh còn ném em một bộ mặt thối nữa. Hắn có gì tốt? Không phải là chỉ hạng nhất chạy 5000m thôi sao? Nếu sớm biết trước anh cùng hắn có gian tình, lúc trước em cũng không giúp hắn ngăn cản hai tên chạy đường đó. Vu Kỳ nhận ra sự ngốc nghếch của Dương Mãnh là không có biên giới. Tôi không có nói đùa với cậu đâu. Vu Kỳ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Dương Mãnh chống nạnh. Em cũng không có nói đùa với anh. Tôi là thật sự thích Bạch Lạc Nhân. Em cũng thật sự thích anh mà. Dương Mãnh vẫn còn ha ha hi hi, đợi đến khi cậu nhận ra Vu Kỳ, đầu vùi vào trong gối, bàn tay ở dưới sàn gạch đào ra một lỗ lớn, dưới đất còn loáng thoáng có vết máu. Tươi cười ở trên mặt của Dương Mãnh lập tức cứng lại. Tôi nói này, người anh em, nãy giờ cậu đều nói thật sao? Ánh mắt u buồn của Vu Kỳ bắn đến giữa khuôn mặt khẩn trương của Dương Mãnh, thanh âm không nặng nhẹ lại rất có lực sát thương. Cậu cảm giác tôi đang nói đùa hay sao? Thật lâu sau, Dương Mãnh nhảy về phía sau một bước lớn, đụng mạnh lên bức tường đằng sau, bởi vì trọng tâm không ổn định mà bắn ngược trở lại, xui xẻo mà ngã xuống, lại lảo đảo đứng lên, điên cuồng chạy ra hành lang bên ngoài. Chưa đến 1 phút đồng hồ sau lại chạy quay lại, chạy đến trước mặt của Vu Kỳ, áp sát lại, cả người giống như một bức tượng điêu khắc, triệt để không động đậy. Vu Kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán, không có gì xấu, đều bị Dương Mãnh dọa thì có vấn đề nữa, giống hệt như bệnh nhân phát bệnh chó dại. Ban đầu còn buồn bực vì sao cậu ta trấn định như vậy, náo loạn nửa ngày đến bây giờ mới có phản ứng. Cậu đừng nói cho tôi biết, 2 ngày trước cậu thật sự cùng nhân tử nói chuyện yêu đương. Vu Kỳ thở dài, tôi cũng không biết cái kia có tính không nữa. Cậu ấy không thừa nhận, tôi cũng không nói được. Dương Mãnh không thể thừa nhận sự thật là Bạch Lạc Nhân thích con trai. Dù cho đó là Vu Kỳ cực kỳ xinh đẹp đi nữa cũng không thể như con gái. Vậy sao cậu lại tự mình biết thất tình? Đây là nỗi đau sâu nhất của Vu Kỳ, bây giờ lại không đào nó ra được. Bởi vì tôi cảm giác Bạch Lạc Nhân vui buồn, sầu khổ đều là cố hải. Dương Mãnh bạo hãn, không cần hù dọa người khác như vậy chứ. Hai người bọn họ chính là anh em đấy. Cũng không có chung huyết thống mà. Vu Kỳ ra vẻ điều đó không quan trọng. Dương Mãnh lắc đầu lia lịa. Không có khả năng, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối không có khả năng thích con trai. Cậu ấy trước kia còn quen bạn gái nữa. Năm ngoái cô ta còn về nước tìm cậu ta cơ mà. Sau đó thì sao? Vu Kỳ hỏi lại, cậu ấy có cùng cô ta nói lại không? Dương Mãnh lại làm một thân mồ hôi lạnh. Một lúc sau Vu Kỳ lại đột nhiên
mặt danh kỳ diệu cười cười. Có lẽ là tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi chính là Thích Bạch Nhân, liền dễ dàng đem tâm của mình đi suy xét hành động tình cảm của cậu ấy. Có lẽ quan hệ của cậu ấy và cô Hải thật bình thường, là tôi dùng ánh mắt không bình thường bóp méo quan hệ của hai người họ. Dương Mãnh hoàn toàn không nghe thấy Vũ Kỳ đang nói gì, vẫn đang chìm trong hồi ức khi mình nhìn thấy cảnh tượng Bạch Nhân ở chung với Cố Hải. Mỗi khi mình xuất hiện trước mặt của bọn họ đều sẽ nhận thấy sự bài kích của Cố Hải. Như vậy đi, Dương Mãnh nắm lấy tay của Vũ Kỳ, tôi cho cậu một chú ý, có lẽ có thể biết được quan hệ thật sự của bọn họ. Chú ý gì? Dương Mãnh gãi gãi đầu. Nhưng từ hai ngày trước đi đến nhà tôi để quên một cái áo khoác, tôi vẫn quên không trả lại cho cậu ấy. Cậu làm thế này, ngày mai cầm lấy áo khoác đấy, đứng trước mặt của Cố Hải nói bà Lạc Nhân để quên áo khoác ở phòng của cậu. Cậu chỉ cần nhìn phản ứng của Cố Hải chẳng phải sẽ biết được rồi hay sao? Buổi tối hai ngày nay, Cố Hải phát hiện bà Lạc Nhân không còn thân cận với mình. Vốn hai người đều lõa ngủ, trước khi ngủ đều cởi đến trần trụi. Kết quả nửa đêm tỉnh lại và Lạc Nhân lại biết như thế nào nữa mà đem quần lót mặc vào. Hơn nữa trước kia không cần mình phải chủ động ôm lấy, và Lạc Nhân cũng sẽ tự động chui vào tìm đến nơi ấm áp cho bàn tay cùng đôi chân. Bây giờ mình ôm cậu ta ngủ còn không thành thật nữa, toàn vô thức mà chui ra bên ngoài. Cho dù tay chân lạnh giống như khối băng cũng không bằng lòng hướng trên người mình nằm. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ do mình đi lâu như vậy, cậu ta lại đem thói quen tốt này sửa sao? Vì thế, hơn nửa đêm, Cố Hải cũng không hảo hảo ngủ, lại bắt đầu huấn luyện lại Bạch Lạc Nhân. Bốn Lạc Nhân đang ngủ rất thành thật, Cố Hải như thế nào cũng phải đem tay cậu ta đặt ở dưới nách. Bạch Lạc Nhân thật vất vả, loạn đạp chân ra ngoài, Cố Hải như thế nào cũng phải đem chân của cậu ta nhét vào kẽ hở giữa hai chân mình. Bạch Lạc Nhân nửa đêm đã không còn thức dậy muốn uống nước nữa, Cố Hải như thế nào cũng phải đem cậu ta gọi dậy đút cho mấy ngụm nước. Mới sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải như thường lệ cùng chung nhau đi vào lớp học. Vũ Kỳ trong lòng khẩn trương, không biết biện pháp này của Dương Mãnh có tốt không nữa. Lỡ hai người bọn họ là thật, mình đem quần áo này giao ra chẳng khác nào động thủ trên đầu Thái Tuế. Cố Hải còn không cắt cái ở giữa hai đùi mình sao? Kết quả Vũ Kỳ còn đang do dự, Bạch Lạc Nhân mở miệng trước. Quần áo của tôi sao lại ở chỗ cậu? Vũ Kỳ ngẩn ra, những lời đã chuẩn bị từ trước có thể lưu loát mà nói ra. Buổi tối hôm đó cậu cởi ra để trên ghế, sáng hôm sau lúc rời đi quên mang theo. À, thảo nào tôi vẫn không tìm thấy, náo loạn nửa ngày hóa ra để quên ở chỗ cậu. Bạch Lạc Nhân vừa cầm lại đột nhiên có cảm giác không ổn, quay đầu lại, bảng đen ở phía sau đều đã bị khí tức của ai đó làm cho đông lạnh. Chúng ta vừa nghe qua hai chương 175 và 176 của truyện đọc Thượng Ẩn, từ nữ tác giả, nhà biên kịch Sài Cây Đảng và anh Khoa. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở các chương tiếp theo trong lần đọc truyện sau của mình trên kênh YouTube. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả. <音>你背着我说起从前，一个人拖延着时间，我笑着听着你诉说，眼前却模糊了一片。你拉起我曾犹豫不决的手。 向前慢慢走，一起慢慢走。